Chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng về kinh doanh đã trở lại với sự xuất hiện của những cá mập mới. Đón xem chương trình vào lúc 20:30 thứ tư hàng tuần từ 4/7/2018 trên VTV3. Thương vụ bạc tỷ Shark Tank Việt Nam. Có một đối thủ họ làm giống hệt như em và họ bắt đầu cạnh tranh với em thì giải pháp là gì? Mình là người đi tiên phong và mình phải đi nhanh hơn. Chúng ta phải đi nhanh nhất, nhanh đến mức mà đối thủ không theo kịp luôn. Làm cái nào để đi được nhanh nhất? Bọn em luôn luôn mong muốn là liên tục phát triển sản phẩm, cải tiến và đưa ra những sản phẩm mới. Thì bọn em muốn là bọn em